Phần chính cầu Vĩnh Thịnh, thời gian này đang được các nhà thầu, đơn vị thi công huy động tối đa lực lượng triển khai rầm rộ ngày đêm. Thế nhưng, ngay tại đường dẫn lên cầu, điểm giao nhau với quốc lộ 32 và quốc lộ 21A, hoạt động thi công lại diễn ra cầm chừng. Máy móc, vật liệu xây dựng để ngổn ngang, nguyên nhân cũng chỉ vì vướng mặt bằng. Thị xã Sơn Tây đang tiến hành giải quyết những cái công việc tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Và nếu mà đến trước tháng 12 mà Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây không bàn giao được mặt bằng cho chúng tôi để thi công cái nút giao quốc lộ 32 thì đương nhiên cái tiến độ thi công của nút giao quốc lộ 32 sẽ bị chậm so với tiến độ. Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư của dự án cầu Vĩnh Thịnh cho biết, thời gian hoàn thiện công trình hiện chỉ còn 9 tháng, phần chính tuyến của cầu dự kiến sẽ hợp long trong tháng 12 này. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định công trình đã vượt 6 tháng so với kế hoạch đặt ra ban đầu. Tiến độ dự án thì đến nay đã đạt được 75% và sẽ hoàn thành trước 6 tháng, tức là tháng 6 năm 2014 sẽ hoàn thành. Vấn đề tiến độ, ông Hùng khẳng định đến thời điểm hiện tại không đáng lo ngại, mà quan trọng nhất là việc vẫn còn hàng chục hộ dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây và tỉnh Vĩnh Phúc chưa bàn giao mặt bằng. Về cái giải phóng bằng chỗ cái nút giao mà kết nối giữa dự án cầu Vĩnh Thịnh với quốc lộ 32A, tức là vướng hộ khoảng độ 30 hộ dân ở cái nhánh từ quốc lộ 32 rẽ lên cầu Vĩnh Thịnh. Còn một cái bên phía bờ bên tỉnh Vĩnh Phúc thì hiện tại chúng tôi có hai cái trụ 21 và trụ 35. Thì hiện tại là cũng một số người dân hiện tại là cũng đang gây khó khăn, cản trở cho đơn vị thi công. Đảm bảo đúng tiến độ thi công, thậm chí là vượt tiến độ thi công, không chỉ giúp nhà nước, nhà thầu giảm chi phí phát sinh trong thi công, xây dựng các dự án, công trình giao thông, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội giữa các tỉnh, thành phố lân cận. Việc dự án cầu Vĩnh Thịnh đã vượt tiến độ là rất đáng ghi nhận, nhưng Hà Nội chậm bàn giao mặt bằng khiến công sức của chủ đầu tư, nhà thầu có nguy cơ đổ sông, đổ bể. Đáng lý ra thì hàng chục hộ dân phía sau tôi là phải đến thời điểm hiện tại thì phải là bàn giao mặt bằng rồi, theo cam kết với chủ đầu tư. Tuy nhiên cái việc chậm bàn giao mặt bằng này hiện nay được Ban Quản lý Dự án Thăng Long đánh giá là rất là nghiêm trọng. Việc chậm bàn giao mặt bằng nó có thể ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công của cầu Vĩnh Thịnh với tổng mức đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng.